Xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả quý khán giả. Thưa quý vị các bạn, như vậy là một mùa Phật đản đã về với cố đô Huế. Quý vị thấy là đường phố Huế đang rực rỡ với sắc màu cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc của mình này. Còn dưới sông Hương thì các cái bông hoa sen hồng khổng lồ đang được lắp đặt vào buổi sáng ngày hôm nay. Tôi gọi đây là lễ hạ thủy. Sáng nay thì Lê Quang thấy là đã hạ thủy đến 6 bông hoa rồi, chỉ còn một cái đóa hoa nữa thôi. Nhưng cái đóa hoa sen hồng khổng lồ trải dài trên một cái chiều kích là hơn gần 800 mét. Kích cỡ của một bông hoa như thế này là chiều rộng là 7,5 mét, chiều cao là 4 mét, một cành hoa là hơn 2 mét. Đây là một cái phiên bản những bông hoa sen xuất hiện đầu tiên ở trên sông. Sau đó thì những bông hoa sen như thế này đã được lan tỏa và có rất là nhiều những địa phương khác, như là ở chùa Tam Chúc, như là hồ Xuân Hương, như là kênh Nhiêu Lộc. Những cái bông hoa thế này thì cũng đều từ xuất phát từ Huế. Tuy kích cỡ thì có bông to nhỏ khác nhau, các nghệ nhân của Huế cũng đi khắp cả nước để làm chế tác những cái bông hoa thế này. Đó, quý vị nhìn thấy đây này. Đấy, quý vị thấy những cái bông hoa sen hồng ở trên sông Hương, và chúng ta lại thấy mùa Phật đản đã về, một nét đặc trưng rất riêng của Huế. Thưa quý vị các bạn, đại lễ Phật đản năm nay là Phật lịch 2568. Phật lịch 2568 sẽ có rất nhiều hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ Phật đản. Có thể nói rằng đây là một cái lễ hội của Phật giáo, lễ hội lớn nhất trong năm của Phật giáo Huế. Và hôm qua thì cái lễ giới thiệu về cái chương trình đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chương trình diễn ra trong gần một tuần, hơn một tuần quý vị, hơn một tuần lễ. Hôm nay là ngày mùng 5, như vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay là khoảng 10 ngày quý vị thì sẽ diễn ra cái tuần lễ Phật đản. Đây là cái chương trình hạ thủy này, rồi thắp sáng các hoa sen trên sông Hương. Buổi lễ này thì diễn ra vào tối ngày mùng 8. Rồi là lễ tuần lễ ẩm thực chay, rồi là buổi triển lãm với chủ đề là sen. Rồi là đại lễ chính. Đó, rồi là cái lễ diệu hành thuyền hoa trên sông Hương. Năm nay thì Lê Quang thấy là thông tin là diệu hành thuyền hoa trên đường Lê Lợi, vì thấy là cũng đã trang trí những cái chi tiết hoa sen của mình này. Mà năm nay thì Lê Quang thấy là cái trang trí là khác so với năm trước. Những cái bông hoa sen này thì Lê Quang thấy có đèn luôn, có đèn chiếu sáng, tức là có điện chiếu sáng đấy. Buổi tối thì sẽ rất là đẹp. Quý vị thấy đây, nhìn thấy là có cả điện chiếu sáng đẹp. Còn năm thì Lê Quang thấy không có, chỉ bằng đẹp bằng ngày thôi. Năm nay thì có thể lung linh chưa cả cái tuyến đường Lê Lợi luôn. Thời tiết Huế đang vào mùa hè nhưng mà rất là xanh tươi, do là khoảng một tuần nay thời tiết Huế như là mùa thu, nhiệt độ cao thì khoảng nhất thì khoảng trên 33-34 độ, thấp tối chiều tối thì có thể là xuống lên 25-26. Cho nên là quý vị thấy là thời tiết rất là mát mẻ, đúng là quá cơn bi kịch thì cần đến hồi Thái Lai. Sau khi mà diễn ra cái đợt nóng khắc nghiệt, có thể là khắc nghiệt trong nhiều năm trở lại đây, cả mấy chục năm trở lại đây, thì
Huế là được ban tặng những cái ngày mát mẻ. Quý vị thấy là mát mẻ cho nên hình ảnh nó trở nên rạng rỡ hơn và đẹp hơn rất là nhiều so với những cái ngày mà nóng bức. Cây cối bắt đầu có dấu hiệu là chuyển sang màu màu vàng rồi. Đây, chúng ta chạy qua trường Quốc học. Đây là di tích lịch sử cấp đặc biệt, quốc gia cấp đặc biệt quý vị. Đó, và trở thành một điểm tham quan của rất đông các du khách khi đến Huế. Nơi đó có rất nhiều nhân tài, có là bậc vĩ nhân của Việt Nam theo học như Chủ tịch Hồ Chí Minh, như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Như vậy là cả cái con đường Lê Lợi này đều trang trí hoa sen. Đại lễ chính thì năm nay cũng sẽ diễn ra ở Tu Từ Đàm, lễ rước Phật, lễ mục dục và lễ rước Phật cũng diễn ra từ tổ đình Diệu Đế, tức là quốc từ Diệu Đế lên tổ đình Tu Đàm. Đó là một cung đường mà năm nào cũng diễn ra cái hoạt động như vậy. Chương trình của đại lễ Phật đản thì cũng nằm trong cái hoạt động của tuần lễ, một sự kiện của festival. Festival là lễ hội quý vị, và Phật đản cũng là một lễ hội mang một cái đặc trưng rất riêng. Ngoài ra thì trong cái tuần lễ Phật đản cũng có rất nhiều những hoạt động khác nữa, như là tặng quà cho những người khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ những người khó khăn, gọi là công tác thiện nguyện đó quý vị. Chúng ta sẽ chạy theo cái trục đường mà có rất là nhiều chùa chiền của Huế, xem thử cái công tác chuẩn bị trưng bày. Các lễ đài của các cái chùa như thế nào quý vị nhá. Thưa tất cả quý cô chú anh chị và quý khán giả, theo như Lê Quang nhìn nhận, đây là quan điểm riêng của Lê Quang quý vị nhá. Thì công việc tu hành tu tập Lê Quang nghĩ là rất là khó. Trong chúng ta thì cũng có thể tu ở mức độ đó thôi, nhưng mà để tu thành chánh quả rất là khó. Và tất nhiên là cái việc tu tập tu hành nó có rất là nhiều con đường, hay còn gọi là nhiều pháp môn, đường điện biên phủ. Miễn sao mà việc tu hành đó nó lợi cho bản thân, và nếu như cao hơn các bậc đại trí đại giác ngộ thì có thể nói là lợi cho chúng sanh. Như quý vị quan tâm theo dõi cái điều thì tốt đẹp sẽ thấy là Phật giáo Việt Nam có hiện những bây giờ giờ cũng có rất nhiều những cái vấn đề tùy theo mức độ của mỗi người, tùy theo hành ngộ của mỗi người nữa. Mình thì không giống như Lê Quang thấy không quá là sâu, việc nhưng mà tu thật sự hành là quý theo vị ai theo dõi tu thì cũng hành sẽ cũng như thấy. là sư Minh Tuệ mà hiện bây giờ thì chắc Đó, có còn lẽ ý là kiến rất là nếu trái như quý chiều. vị Theo dõi mạng xã hội thì cũng biết liên quan đến việc cúng dường, sư trở thành một hiện tượng cũng là cúng dường, của nhưng mạng xã hội mà mặc dù cũng ở như là đây tranh thì cãi liên quan đến việc sư cúng Minh dường Tuệ chưa bao giờ nói mình tiền là bạc, sư cả, nhưng và mà chúng ta nhìn thì chúng ta cũng thấy biết rằng đây là một pháp môn tu cực kỳ khó khăn. Nói chung là cái vấn đề này thì cũng Nhưng vấn đề là hơi mà hơi nhạy cảm, nhưng mà đã chỉ có chọn điều rồi, là chắc là quý bản thân vị của nếu chúng như ta mà thì có thể tỉnh táo ngưỡng thì mộ cũng tán sẽ thán nhìn nhận ra vấn đề ở đây và là ở rất đâu, khó quý vị nhé, rất khó để thực hiện, không phải ai nói cũng có thể làm được. Nhưng mà cũng có đấy nhiều những bà cái làm được hiện tượng. bậc Sư có thích Minh Tuệ tu hành khác cũng thật ra rất thì cũng cao và bằng quan trọng trọng quý vị. Minh Đã Tuệ chọn một thôi, con đường khác và cũng đạt được cái ta gọi là sư là bởi hành vì ngộ chúng ta biết rằng đó là con đường tu học, cũng lời lạc đó. cho Nhưng chúng mà cái sanh. người mà họ đang tu tập đấy thì không tự nhận mình là sư. Ví dụ như là chuyện giữ tiền đi, mà Lê Quang nghĩ giữ Điều tiền đặc cho biệt là riêng như mình vậy đó quý vị. nó khác so với giữ tiền Chùa để thiền mình. Thật ra không phải giữ tiền đó. mà đây là một cách gọi là Những trang cái lễ đài trái thôi, đang trang trị phía bên để trong xây dựng những cái công trình. Thường thì ở Phật việc giáo trang trí lễ thì đài sẽ chính diễn những hình ảnh ra từ một có tuần những cái bức tường Phật, những ngôi chùa từ đây cho nó đến cũng ngày có mùng 8 phần là bắt đầu lễ đài đã bắt đầu hoàn thành giúp rồi, hoàn thiện cho rồi, Phật giáo chùa duy tu đã trì phải hoàn thiện rồi, phát triển, và và bà hình con ảnh Phật tử mình của có Đức thể Phật đến chùa nó hiện để diện khắp mọi nơi như hiện bây giờ tham quan lễ Phật.
Đối với Phật giáo Huế thì cái quan cảnh đặc biệt đặc biệt mà đến Huế, nếu như mình đi cũng rất là nhiều những chùa, thấy nhiều chùa Huế thấy nó có các màu sắc rất là khác. Chùa ở Huế rất là nhẹ nhàng, tinh tần hơn. Chùa Huế rất là yên bình, ít có sự xô bồ. Ở những khi chúng ta đi vào thì chắc là quý vị cũng chưa nhận liên quan điều đó. Không có nhiều đến Huế đến chưa nhận điều đó. Dùng dịp như các ngôi chùa miền Bắc quý vị. Chùa Huế thực sự là một không gian để tu hành thực sự, chứ không phải là nơi chỉ để tham quan đâu. Đường Sư Liệu Quả, một trong những con đường ngắn nhất Huế, nhưng mà cũng đặc biệt nhất Huế. Chùa thì nhiều bạn để bạn rất là nhiều lồng đèn. Đây là tổ đình Tư Đà, ngôi Phạm Vũ, trung tâm của Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, với tháp 7 tầng. Bên này là chương trình này, chương trình của Đại lễ Phật Đản được niêm yết ở đây, diễn ra rất là nhiều những hoạt động. Đó, quý vị thấy đây có rất nhiều hoạt động, nhưng mà quý vị thấy là có những cái lễ quan trọng diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 4, như là lễ an cư kiệt hạ của bằng của tăng ni toàn tỉnh tại tuần Cư Đàm, lễ mục dục và lễ đài chùa Diệu Đế và lễ rước Phật tại đến tổ đình Cư Đàm, diễn hành truyền hóa trên sông Hương. Và lễ chính diễn ra buổi sáng ngày Phật Đản. Rực rỡ sắc màu Phật Đản ở đây quý vị. Trang trí những ngôi chùa của xứ Huế. Đây là chùa Hải Đức quý vị này. Chúng ta chạy vào chùa Hải Đức quý vị. Vì thấy những ngôi chùa của Huế nó bình yên như thế này đây. Vườn này. Đây, đây là Liệu Quán, nơi diễn ra cái triển lãm hương sen. Liệu Quán sẽ chạy ngược lại. Quý vị thấy đây, chúng ta hồi nãy thì đã lên tổ đình Tư Đàm rồi, bây giờ sẽ chạy về tổ đình Diệu Đế. Việc trang trí trên cái trục đường Lê Lợi, đây là trục đường sẽ diễn ra cái lễ rước Phật đức quý vị. Nhà bên phía phải chúng ta đó là đài Thánh Tư Đạo. Công trình mà nếu như quý vị muốn tìm hiểu thì có thể theo dõi trên kênh Lê Quang Channel. Lê Quang cũng đã từng giới thiệu cái
đài này. Một cái di tích quan trọng của Phật giáo, một cái chính tích quan trọng của Phật giáo. Thì con thấy ở đây ngày hôm nay vẫn chưa thấy có treo cờ trên cầu Trường Tiền. Không biết năm nay thì lễ được Phật có theo cái lộ trình như mọi năm không? Mọi năm thì trải qua cầu Trường Tiền quý vị. Nhưng mà nếu năm nay diễn hành xe hoa, thuyền hoa thì Quang nghĩ là có thể là việc rước Phật, lễ rước Phật sẽ diễn ra trên sông cũng nên. Lễ rước Phật diễn ra trên sông cũng sẽ tạo ra hình ảnh rất đẹp quý vị. Đang đi qua chợ Đông Ba. Bà con tiểu thương của chợ Đông Ba cũng rất nhiều người là Phật tử. Đó, và được chúng ta là cầu Gia Hội. Đây là đường Bạch Đằng. Cũng đường mọi năm diễn ra cái lễ rước Phật đó quý vị. Mà có lẽ là đại lễ Phật đản là cái thời điểm mà phố phường được trang trí là lồng lây và đẹp mắt nhất ấy, trong năm. Thì thấy cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc, đài cờ luôn, như là cờ rất là to. Đây là trước chùa Diệu Đế, quốc tự Diệu Đế. Việc trang trí trang hoàng vẫn đang diễn ra. Bên trong thì đang làm lễ đài quý vị này. Thưa quý khán giả,
Như vậy là Lê Quang vừa cùng với quý vị khán giả ta đi trải qua một số những cái con đường có những ngôi chùa nổi tiếng của Huế, và cũng là nơi sẽ diễn ra cái những cái sự kiện của tuần lễ Phật đản năm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video khác ở trên kênh quý vị nhé. Lê Quang chắc chắn rằng sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin về tuần lễ Phật đản đến quý vị như những cái năm trước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.